Bé học 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh. Let's go! January. Tháng 1. Tháng 1 là tháng đầu tiên của năm. Mọi người thường đón mừng năm mới và đặt ra những ước mơ, mục tiêu cho cả năm. February. Tháng 2. Tháng 2 là tháng ngắn nhất trong năm. Đây cũng là tháng mà nhiều nơi trên thế giới ăn mừng ngày Valentine, ngày của tình yêu và tình bạn. March. Tháng 3. Tháng 3 báo hiệu mùa xuân đang đến ở nửa bán cầu Bắc. Cây cỏ bắt đầu đâm chồi, nở hoa, tràn đầy sức sống. April. Tháng 4. Tháng 4 là tháng của sự đổi mới, mọi thứ xung quanh trở nên xanh tươi và đầy màu sắc. Còn là tháng của những trò đùa vui nhộn trong ngày cá tháng 4. May. Tháng 5. Tháng 5 là tháng của hoa và mùa hè sắp đến. Mọi người thường tổ chức các buổi picnic và thưởng thức thời tiết ấm áp. June. Tháng 6. Tháng 6 đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè. Trẻ em thường vui mừng khi kết thúc năm học và bắt đầu kỳ nghỉ hè. July. Tháng 7. Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm. Mọi người thích đi biển, làm mát và tận hưởng ánh nắng mặt trời. August. Tháng 8. Trong tháng 8, mùa hè đang ở thời điểm đỉnh điểm. Là thời gian tốt để tham gia vào các hoạt động ngoài trời và đi nghỉ mát cùng gia đình. September. Tháng 9. Tháng 9 là tháng mùa thu bắt đầu. Học sinh trở lại trường học và lá cây bắt đầu đổi màu. October. Tháng 10. Tháng 10 là tháng bắt đầu mùa thu ở nhiều nơi trên thế giới. Lá cây bắt đầu đổi màu thành vàng và đỏ, trông giống như bức tranh vẽ đầy màu sắc. Đây cũng là thời gian mọi người ăn mừng lễ hội Halloween khi bé có thể mặc những bộ trang phục thú vị và đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo. November. Tháng 11. Tháng 11 tiếp tục mùa thu và là lúc thời tiết bắt đầu lạnh hơn, chuẩn bị cho mùa đông. Cây cối ngừng ra lá mới và bắt đầu chuẩn bị cho một giấc ngủ dài suốt mùa đông. December. Tháng 12. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm và mang theo mùa đông. Đây là thời gian của lễ Giáng sinh, khi mọi người trang trí nhà cửa bằng đèn và cây Noel, tặng quà cho nhau và chia sẻ niềm vui. Cũng là lúc để nhìn lại một năm đã qua và nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.